Xin chào toàn thể quý khách hàng, quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim thành phố Hải Dương. Và buổi chiều ngày hôm nay, Salon Bên Em vừa về thêm một chiếc xe 7 chỗ gầm cao đến từ thương hiệu Kia nữa. Em xin phép lên sóng báo giá luôn. Thì chiếc này là chiếc Kia Sorento bản 2.4 máy xăng và sản xuất 2018. Thì chiếc này em đang chào bán công khai với mức giá là 680 triệu. Con này rất là đẹp luôn, xe chạy 3 vạn, đăng ký biển 18 Nam Định. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn đến tận tháng 12/2022 cơ. Em vừa cho người đi lấy về luôn, cho nên là cũng chưa kịp dọn dẹp hay là rửa dọn đâu. Thì chiếc này em hỗ trợ vay vốn cho khách hàng là 70% giá trị xe. Đăng ký biển 18 Nam Định, một chủ từ mới luôn, rất là đẹp. Sơn si theo xe của chiếc này còn 90-95% theo xe cơ. Em mới chạy có 3 vạn thôi mà, dàn lốp vẫn còn rất là dày. Thì em xin được giới thiệu từ nội thất, ngoại thất đến option theo xe của chiếc Sorento này cho khách hàng xem luôn. Thật ra xe cũ thì cũng không có gì giới thiệu nhiều, em chủ yếu là quay sơn si rồi là chất lượng máy móc, chất lượng thôi. Mà cái chất lượng thì bên em bảo hành 100% thôi. Đấy, phần đầu xe là cụm đèn xenon kết hợp giải led ban ngày chạy phía trên này. Đèn xi nhan và đèn gầm được chuyển xuống bên dưới. À, màu bên ngoài là màu đen khách hàng nhá, màu đen ạ. La răng cũng rất là đẹp luôn, la răng đúc không một vết xước luôn. Em quay cận cận một tí này, lốp vẫn còn rất là dày. Lốp này thì cứ đi thêm tầm 3-4 vạn nữa rồi mình thay cũng được. Chiếc này thì chủ lên rất là nhiều đồ chơi luôn, em kể đến luôn. Đây, chủ lên rất là nhiều đồ chơi luôn, có thể kể đến như là bậc lên xuống này, rồi là bậc giẫm chống trầy xước này. Đấy, ốp viền tắp bi, rồi là lót sàn 3D đầy đủ, còn có cả bọc trần chống bẩn này. Nói chung chủ xe rất là chăm xe luôn, rất là đẹp từ nội thất cho đến sơn si. Để tính năng an toàn của chiếc Sorento này thì có như là 6 túi khí này, rồi là có chống trơn trượt, rồi là hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Nội thất dòng Kia thì rất là rộng rãi rồi, tiện nghi cũng rất là đầy đủ. Ghế lái chỉnh điện này, đàm thoại rảnh tay trên vô lăng, cruise control, rồi đề nổ thông minh, màn là nguyên bản theo xe luôn. Điều hòa tự động, hai vùng biệt lập. Đấy, khoang ngồi phía thứ hai, khoang ngồi thứ hai cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn. À, cái trước kia thì có thể gập lên để người ngồi có thể sang hàng ghế thứ ba. Đây ạ. Hộp số tự động là hộp số 6 cấp. Có động cơ eco tiết kiệm nhiên liệu này và cảm biến quanh xe. Rất đầy đủ tiện nghi luôn. Chỉ có 680 triệu thôi. Cửa hàng, cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau này. Hàng ghế thứ 3 thì không dùng thì có thể gập xuống để chở đồ được. À, hàng ghế phía sau thì có cả điều hòa vùng thứ ba luôn. Đây, khi nào cần dùng hay đi gia đình đông người thì có thể lật ghế phía sau này lên. À, còn không thích thì mình có thể bỏ xuống thôi. Rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Thì em xin quay qua luôn là khoang động cơ của chiếc Sorento này cho khách hàng có thể xem. Thì con này là sử dụng động cơ 2.4 lít cho nên là con này sử dụng động cơ 2.4 lít số tự động, mức xăng tiêu hao của nó chỉ rơi vào tầm 8 đến 9 lít cho 100 cây thôi, được hỗn hợp. Con này vừa về luôn, em chưa kịp rửa máy này, chưa kịp dọn dẹp. Máy móc em bảo hành cam kết cho khách hàng là máy zin, không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy.
zin từng con ốc luôn. Bạn xin đọc lại thông tin của chiếc Kia Sorento máy xăng 2.4 sản xuất 2018 này. Đấy là xe chạy 3 vạn, đăng ký biển 18 Nam Định, đăng ký đăng kiểm còn đến tận tháng 12/2021/2022. Đấy, về giá chào bán trực tiếp tại cửa hàng bên em là 680 triệu bao rút hồ sơ, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70%. Khách hàng nào quan tâm chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ với bên em qua số hotline là 0978 607 555, hoặc có thể đến trực tiếp tại địa chỉ 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để có thể xem xe thương lượng giá cả tốt nhất.